Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thính giả và chư quý đồng đạo kính mến, suốt thời gian đức thầy hoằng đạo độ sanh, ngoài phần sắp giảng năm quyển, một quyển các tu hiền và trên 200 bài thi thơ ngắn với mục đích quảng truyền chánh pháp mà trong giáo hội đã sưu tập, ngài còn thuyết pháp hàng mấy trăm lần cho đại chúng nghe, cũng như những cuộc tiếp xúc dạy bảo riêng từng người thì không sao kể tiếp. Mỗi mỗi đều là những bài thuyết giáo hoặc dài hoặc ngắn, nhưng rất tiếc là thời gian ấy không ghi chép đầy đủ, chỉ truyền khẩu với nhau những gì còn nghe nhớ mà thôi. Mấy lúc nay chúng tôi may mắn được nghe các vị cao niên trong đạo đã từng gần gũi đức thầy thuật lại những mẩu chuyện chung quanh ngài, do quý vị ấy đã hân hạnh được nghe thấy. Chúng tôi cảm nhận có nhiều câu chuyện chẳng những đức thầy dạy riêng từng người mà còn dạy chung cho tất cả, và rất lợi ích cho việc tu hành nếu chịu khó sưu tầm ghi chép. Thấy giá trị của những lời khuyến dạy trong đó không khác nào bộ kinh pháp cú của đức Phật thời xưa, cho nên chúng tôi mới mạo muội kết tập các mẫu chuyện ấy lại thành sách và tạm đặt cho cái nhan đề là chuyện bên thầy. Mỗi câu chuyện chia ra làm hai phần, phần thứ nhất là lời tường thuật, phần thứ hai là lời phụ bàn của tác giả. Kính thưa quý vị, để đáp ứng theo yêu cầu của quý đồng đạo gần xa, nhất là đối với quý cô bác lớn tuổi hoặc bận nhiều công việc không có thì giờ để xem coi, nên chúng tôi xin đọc ghi âm vào băng nhựa để cho quý đồng đạo tiện dịp nghe lại lời dạy hoặc gương hạnh của đức thầy, áp dụng vào cuộc sống đời thường, đem lại niềm hạnh phúc an lạc đúng với hoài bảo của ngài là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mở đầu chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời quý đồng đạo nghe mẫu chuyện thứ nhất, Hoa Năm Dê. Vào khoảng mùa xuân năm Tân Tỵ 1941, đức thầy bị người Pháp an trí tại nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn. Họ kiểm soát quá khắc gao, không cho tín đồ lui tới viếng thăm ngài, duy chỉ có đức ông Hương Chủ Cưu và một vài tín đồ khác cứ mỗi tuần vào buổi chiều thứ bảy mới được vào thăm trong vòng một vài tiếng đồng hồ mà thôi. Sau đó một thời gian, đức thầy cảm hóa được y sĩ Trần Văn Tâm, vị cai quản bệnh viện này, và thu phục được các anh em gác cửa bằng cách là dùng chai nước lạnh để trị bệnh mù mắt cho mẹ ăn được sáng lại. Nhờ vậy mà từ đó anh em tín đồ đến thăm đức thầy mới được dễ dàng. Một hôm, ông chủ cư đang tiếp chuyện với một ít đồng đạo tại cửa, còn đức thầy thì nằm nghỉ nơi văn phòng phía trong. Bây giờ quý vị ấy cùng ông chủ cư bàn qua việc tu hành, lần lượt họ đưa ra hai câu giảng: Qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chí. Rồi họ hỏi ông chủ, hai câu ấy ý nghĩa như thế nào? Ông chủ giải thích cho quý vị ấy nghe và nói hơi lớn tiếng: nếu đến mùa hè năm dê mà không có chuyện gì hết thì tôi không tu nữa. Bỗng đức thầy bước đến lưng ông chủ, vỗ vai mà nói: sao ông chủ nói kỳ vậy? Tu là tu, thời cổ là thời cổ, chứ đâu vì thời cổ mà mình mới tu. Tiếng chuông cảnh tỉnh ấy làm cho ông chủ giật mình và rất hối tiếc vì lời mình đã nói ra. Viết theo lời ông chủ Lâm Thơ Cương: phụ bà đang sống trong cảnh khổ đau khắc nghiệt, ai cũng muốn chống qua thời gian ấy để được hưởng sự thái bình an lạc, đó là ý niệm chung của xã hội loài người. Đức thầy cũng nói rõ tâm trạng ấy của chúng sanh trong một đoạn giảng: thấy trần thế ai ai cũng mơ ước, đời sao không tôi cho rồi, nay cô hồn ngồi lúc đói cơ
sâu xa hơn. Bởi lẽ nếu vì sự khổ nhất thời hoặc vì thiên cơ thời cuộc mới tu, thì sự tu ấy chỉ tu qua chuông khổ mà thôi, chớ chưa sao đạt được mục đích. Cho nên trong lúc ông chủ nói lời quả quyết để tăng đức tin cho hai đạo đạo kia, thì đức thầy lại dùng phương tiện mở rộng tầm kiến thức cho tín đồ. Sao ông chủ nói gì vậy? Tu là tu, thời cổ là thời cổ, chứ đâu phải vì thời cổ mà mình mới tu. Đức thầy cũng có lời nói với ông Hương Hầu Thủy rằng thiên cơ không nên bàn, vì bàn đặt sẽ có tội. Bàn đặt đã có tội rồi mà bàn trúng cũng có lỗi nữa. Qua lời chỉ giáo của đức thầy, chúng ta thiết nghĩ nó thâm thúy là sao? Bởi mục đích của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo không những chỉ dạy người tu ngay phúc lợi riêng cho mình mà phải tu chung cho vạn loài, mà cũng không chỉ giải khổ cho thời gian hữu hạn mà phải giải thoát vĩnh cửu. Cứ theo định luật nhân quả thì lúc sung sướng thường là cái giống cho thời khổ đau, còn thời khổ đau nếu nhất thức tỉnh thì là nguyên nhân cho ngài an lạc. Nên hãy còn làm một chúng sanh trong cõi trần gian, tất còn chịu dưới định luật trải gian của vui và khổ. Phi trừ các bậc Bồ Tát bổ thứ mới không còn bị ràng buộc bởi nghiệp chướng xéo dài. Trong bài Trong Việc Tu Thân Xử Kỷ, đức thầy có dạy: các người nên hiểu biết Phật tử có người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình. Cho nên người đã quy y đầu Phật, gặp thời táo loạn cũng tu, mà gặp lúc thái bình vẫn tu, tu cho đến khi nào vẹn toàn bộ phần của một con người và kiến diện chân tánh mới gọi là đạt được mục đích. Tu đàn na tiếp theo đến một chuyện thứ hai, chân lý vô cùng. Ông Lê Minh Đường trước quê ở Kiến Phong, sau di cư về Kiến An Chợ Mới. Năm Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo, thân mẫu ông đã phát tâm quy y Thọ Giáo với ngài. Có một hôm thân mẫu ông bảo ông đến nghe Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy đạo lý. Bà khen ngài dạy hay lắm, nhưng ông Đường không trả lời điều chi vì còn dè dặt suy nghĩ. Mãi đến mùa xuân năm Canh Thìn, ông Đường mới cùng một người bạn đến tổ đình viếng Đức Quỳnh Giáo Chủ. Khi đến nơi khoảng 9 giờ sớm mai, bây giờ cũng có tín hữu các nơi đến viếng độ vài mươi người. Lúc đó Đức Quỳnh Giáo Chủ đang kính cho năm người bán lá ở Cà Mau bỏ rượu và áp tiền, cùng lúc quy y Thọ Giáo. Nơi bàn phía trước, ông Năm Hiệu đang chép bài nguyện cho những người mới quy y và thực lại các phiên Đức Quỳnh Giáo Chủ đã thuyết giảng. Sau đó ông Đường gặp ông Cả Đô, hai người cùng nhau trò chuyện một hồi. Chợt ông Cả Đô thấy Đức Quỳnh Giáo Chủ đi đến, liền đứng dậy hỏi: thưa thầy, bữa nay sao thầy không giảng? Vì có lính kính rình. Trả lời xong, Đức Quỳnh Giáo Chủ trở lại chiếc ghế dài phía trong, đặt lưng nằm. Ông Lê Minh Đường không còn hy vọng nghe giảng. Ông cố ý hỏi Đức Quỳnh Giáo Chủ một vài điều mà còn ngại việc xưng hô, vì chưa quy y nên không thể gọi bằng thầy. Sau đó ông nghĩ kêu bằng ông đạo đúng hơn, vì Đức Quỳnh Giáo Chủ hay giảng đạo. Hết sự suy nghĩ, ông Đường bước đến bên cạnh đức thầy hỏi: thưa ông, tôi muốn tu, không biết chân lý đi đến đâu. Đức Quỳnh Giáo Chủ ngồi dậy và đứng lên rất lẹ, vỗ vai ông Đường và nói: chân lý có một thôi ông à. Khi Đức Quỳnh Giáo Chủ trả lời xong, ông Đường và ngài đến chiếc bàn đặt ở giữa nhà. Đức Quỳnh Giáo Chủ ngồi vào chiếc ghế đai thứ năm. Ông Đường đứng kế bên hỏi tiếp: thưa ông, đành rằng chân lý có một, nhưng đi đến đâu là cùng? Đức Giáo Chủ đáp lại một cách quả quyết: tôi nói chân lý có một, không có hai, mà nó không cùng. Lúc đó nhiều người trách ông Đường sao hỏi cái gì kỳ cục vậy.
riêng ông Đường thì thấy thỏa mãn, không hỏi nữa. Mới xin với Đức Giáo Chủ cho một bài thi để suy gẫm. Đức Quỳnh Giáo Chủ liền lấy giấy trên tay ông Đường, và ông Đường trao cây viết calo cho Đức Giáo Chủ. Khi viết, ông Đường để ý không thấy Đức Thầy có vẻ suy nghĩ hay ngưng bút. Ngài viết một mạch xong bốn câu thi: Phong dân kỳ nộ áo thiên tầm, nhuệ khi tam tư tám khi dông, hồ bi thanh sự lê hồng nhàn, ta già huy điều diện từ Đức Giáo Chủ viết trong, trao cho ông Đường bảo vệ bàn và đưa một bài nguyện quy y, dẫn về xem đó mà tu hành. Viết theo lời ông Lê Minh Đường: Phụ bàn, đọc qua một chuyện ông Đường hỏi Đức Thầy về chân lý, chúng ta thấy đó là một điều rất cần thiết. Xưa nay dù ở cái duy tâm hay duy vật, người ta đều cố tìm ra chân lý, nên có người tìm ra chân lý bằng cách dung tìm ra, kẻ thì phí sức lên non cao xuống vực thẳm tìm ra chân lý, rốt cuộc phần đông cũng lúng cong. Thật ra muốn thấy được hay hiểu được không phải phí sức hay dung tìm ra hay dùng ý phàm phu mà hiểu được. Muốn gặp chân lý hay muốn hiểu được chân lý thì phải ráng tu hành, làm sao cho có trí tuệ mới mong đạt được chân lý. Bởi tất cả kinh văn pháp giáo dĩ nhiên ngón tay để chỉ mặt trăng, nếu ai chấp ngón tay là mặt trăng thì rất sai lầm. Con người hành đạo cứ chấp vào văn tự hoặc cái thế trí truyền thông của mình thì không bao giờ thấu đạt chân lý. Giả lại chúng sanh thì lòng mê mờ không nhận sự thật của giả pháp, nên mới có sự thiên chấp cho giả là thật, cho thật là giả, rồi dẫn đến chỗ bất hòa. Cũng như câu chuyện năm người mù rờ con voi. Người thứ nhất rờ đúng cái giòi, cho con voi như cái giòi hút nước. Người thứ nhì rờ đúng cái lỗ tai, cho con voi như cái quạt. Người thứ ba rờ đúng ống chân, thì cho con voi như cây cột. Người thứ tư rờ đúng cái bụng, cho con voi như cái trống đầu. Người thứ năm rờ đúng cái đuôi, thì cho con voi như cây chổi quét nhà. Năm người mù rờ con voi, rồi tả theo sự hiểu biết của mình, không ai giống ai, do đó mới có chỗ tranh chấp cãi lệ với nhau. Chớ chỉ năm người mù được sáng mắt, trông thấy còn những con voi thì không khi nào thiên chấp đà đà. Người đời cũng thế, bởi vì các thị dục lâu kéo vào danh lợi tình, làm cho trí tuệ mê mờ, không nhìn được đường ngang nẻo thẳng, nên không thấy rõ chân lý. Vậy để thấu đạt chân lý vô cùng, chúng ta cần phải chọn một phương pháp tu hành như bát chánh đạo, phá ngũ uẩn, diệt lục căn lục trần, hoặc chuyên trì niệm Phật vân vân, trí tuệ tất được phát khai. Chừng đó tâm trí không còn bị chướng ngại ngăn che, lại sáng tỏ như trăng rằm, thấy được sự thật của vũ trụ và vạn vật. Đó là đạt được chân lý. Thiên văn hữu thủy thiên văn nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên. Cho nên người tu đến khi nào diệt hết vô minh chướng ngại, chừng ấy mới đạt được chân lý. Và đạt được chân lý mới thấu hiểu được chân lý là vô cùng hay hữu cùng. Để đi hòa xử lý cho nhà tu dễ thấu đạt, xưa kia ngài Phụ Đà Ma có thuyết bài kệ: Chân lý vốn không tên, nhân tên rõ chân lý.
thọ được pháp chân thật, chẳng chơn cũng chẳng nguội. Ngày nay Đức Thầy khuyên: Sau này có một thời gian ngài vắng mặt,
Có nhiều tà đạo lộng hành cám dỗ những người nhẹ dạ non lòng phải xa vào cạm bẫy của chúng. Điều này đã có lần Đức Thầy viết lên trên giấy: các đạo tà trên bước đường hành đạo, nếu chúng ta thật lòng tin tưởng thì chắc chắn Ngài sẽ chứng giám như lời Ngài đã cho biết. Tuy là hữu hành vô hình, chớ dân lòng tường sân trình đáo lai. Thật vậy, nếu là tín đồ thì phải có đức tin vững chắc mới khỏi đặt vào tà sư ngoại thuyết, đồng thời phải dân lợi tôn sư chỉ dạy, có thế mới tiến triển trên đường hành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện thứ tư, quy y với ai. Khởi đầu trận đệ nhị thế chiến ở Trung Hoa, tai nạn đói kém tràn lan khắp nước. Bây giờ là bắc phần Việt Nam, đồng bào ta cũng vì nạn đói mà phải chết hàng triệu. Đức Thầy cảm thấy có trách nhiệm cứu nguyên dân nước, nên Ngài rời Sài Gòn để trở về miền Tây, nơi có những cánh đồng bão la, dân cư trù phú. Cuộc đi này mệnh danh là khuyến nông, vì Ngài quan niệm rằng muốn cứu khỏi tai nạn của là trước đầu tiên. Trên khoảng đường đi từ Rạch Giá trở về Long Xuyên, Đức Thầy có ghé lại cống số 5 thuộc xã Thạnh Đông, quận Kim Tân, nay là chợ Kinh Tám Cái Sắn. Hôm ấy là ngày 17 tháng 5 năm Ất Dậu 1945. Bây giờ các ban thị sự cùng tín hữu xa gần lũ lượt kéo đến nghe Đức Thầy thuyết pháp. Mở đầu cuộc thuyết giảng, Đức Thầy khuyên nhắc đồng bào nên nỗ lực canh tác ruộng rẫy để trợ giúp lẫn nhau, nhất là trận đứng trận giặc đói đang hoành hành tại miền Bắc. Kế đó, Ngài giải bài các hành đạo của người cư sĩ tại gia. Mẫu tín đồ cần phát triển cả hai phương diện, vừa tốt sắc lo làm ăn và vừa lo tu hiền chân chất, có thế mới vượt qua cảnh nghèo đói chiến tranh sắp tới. Sau đó, Ngài đề cập đến vấn đề tín ngưỡng quy y. Ngài cất tiếng hỏi lớn: trong bổn đạo có ai biết mấy chữ quy y theo mấy ngày? Trong bài quy y mà tôi đã viết là bảo quy y với ai và làm gì không? Im lặng một phút, Đức Thầy chờ đợi chẳng thấy ai trả lời. Ngài bèn nói tiếp: quy y theo mấy ngày có nghĩa là mấy ngày lúc trước tu những hạnh đức gì mà được đắc quả thần thánh hay tiên Phật. Bây giờ mình muốn chứng đắc quả gì trong số các ông ấy thì phải hành y theo đức hạnh của ông ấy, để sau này đắc thành ngôi vị như ông. Chuyện chỉ như vậy, có gì đâu mà không hiểu. Nghe qua ai nấy đều vui mừng cởi mở, viết theo lời ông Nguyễn Thiện Hòa. Phụ bạc, xưa nay số phát tâm quy y đầu Phật. Có lắm người chưa hiểu rằng ý nghĩa của hai chữ quy y, nên họ có những mong cầu khác biệt nhau. Kẻ thì mong trời Phật ban cho mình hạnh phúc, làm ăn khá giả, con cháu đầy nhà. Người lại cầu vọng các đất thiên liên, giúp cho những phép linh sống lâu, yên ổn, hoặc thi cử đắc thành, vân vân. Do đó,
mà họ chỉ lo nguyện cầu lễ lễ, chứ chẳng chịu cố gắng trì hành lời pháp giáo của tổ thầy. Quy y như thế thật quá sai lầm. Bởi vì Phật trời đâu dùng mê ma linh, chỉ dùng đạo đức mặc tình giết ương. Hoặc là coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ tâm Phật đằng khác. Có người lại không nhận xét kỹ bài nguyện quy y, họ chỉ hiểu một cách phiến diện theo quan niệm riêng mình, nên khi đọc đến câu nguyện quy y theo mấy ngày, thì có người nhận rằng đã là một tín đồ đạo Phật thì quy y theo Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chứ đâu có quy y với các bậc khác được. Người khác nhận rằng chữ quy y theo mấy ngày, đây là đức thầy bảo quy y theo chư quan thượng, chớ chưa được quy y Phật. Thế rồi họ cứ tranh luận bài bác lẫn nhau, chẳng khác nào câu chuyện mù rờ do thở nọ. Đức thầy cũng đã hiểu biết quan niệm sai lầm thiên chấp của các hạng người nói trên, nên lúc còn ở tổ đình, trong một buổi thuyết pháp, ngài có dạy tín đồ biết đạo là điều quý, nhưng từ trước đến nay phần đông người ta quy y là chỉ để y. Các người nên sửa mình, trao tâm và niệm Phật. Rồi trong bài lời khuyên bổn đạo, ngài cũng bảo: nhưng các trò tuy lòng mộ đạo, chứ chưa hiểu rằng nẻo bước đường đi, hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là dân lời theo khuôn mẫu. Vậy quy y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dễ ngờ. Cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Đối với hàng người còn thiên chấp, thì đức thầy đã thuyết nghi cho họ bằng những câu: tu là tu Phật, thế là đâu phải ngài dạy quy y riêng với một bậc nào, mà cứ tùy theo căn cơ và trình độ giác ngộ của mỗi người. Chứng cứ là ngài có diễn rõ trong những đoạn giảng sau đây, để tùy bậc mà lên, tùy duyên mà quá độ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tình mới màu. Cánh niết bàn là nơi cứu cánh, về chốn này ta lánh hồng trần. Dẫu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quân. Phước nhiều Phật giáo hòa hảo. Ta thấy rằng hãy ai tu được bốn đại đức từ bi hỷ xả thì chứng quả Phật đắc niết bàn, hành bát chánh đạo thì được giải thoát chứng bậc A La Hán, hành trì pháp môn niệm Phật thì giảng sanh cực lạc. Ai tu phước
được về khỏi tiên, trung quân ái quốc, thành thần thánh. Người hiền thì được dự hội long hoa, sống đời muôn thường. Còn kẻ nào quý y mà chẳng thành y thì khỏi nói, chắc ai cũng biết như thế nào. Cho nên Đức Thầy mới giải thích chữ quý y theo ý ngài là ai muốn chứng đắc một trong các bậc Phật tiên thần thánh thì cứ hành y theo hạnh đức của các vị ấy, tức được kết quả. Quý y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh tiếp theo đến một chuyện thứ năm, có nên sát sanh trong ngày chay không? Vào mùa thu năm Kỷ Mão 1939, lúc bấy giờ Đức Quỳnh Giáo Chủ còn đang truyền giáo tại thánh địa Hòa Hảo. Dưới bến Tổ Đình có mấy người làm đá chẳng bắt cá lên theo nước đổ trôi xuống. Những người này cũng đã thọ giáo quy y với Đức Giáo Chủ. Theo quy tắc trong đạo thì đa số người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều ăn chay trì mỗi tháng 4 ngày. Buổi sáng sớm hôm đó, nhằm ngày chay lạc mà số người đóng đá vẫn cứ tiếp tục đóng đá như thường bữa. Chiều lại, Đức Thầy từ trên Tổ Đình ung dung đi xuống. Ngài thấy họ đang dùng cơm chay, ai nấy vẫn không thấy ngài nói gì. Khi trở lên, Đức Thầy tiếp tục công việc trị bệnh. Cứ theo thường lệ, mỗi ngày sau thời cúng tối, những người làm đá đều lên Tổ Đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Sau giờ thuyết giảng đạo lý cho mọi người cùng nghe, Đức Thầy xoay qua số người làm đá nghiêm nghị hỏi: hôm nay quý ông ăn chay hay ăn mặn? Dạ bạch thầy, chúng con ăn chay. Thôi, từ đây thầy cho phép các ông ăn mặn, nhưng các ông đừng đóng đá trong mấy ngày chay nữa. Mọi người ngồi lặng thinh ngơ ngác, chẳng hiểu Đức Thầy muốn nói gì. Đức Thầy bèn giải thích: yếu điểm tự ăn chay là tự sát sanh, chứ không phải ăn chay để cho người ta khen mình là người có đạo. Nếu hôm nay các ông ăn mặn thì chỉ sát hại một vài con cá mà thôi. Đằng này các ông ăn chay mà còn đóng đá bắt cá thì giết chết biết bao nhiêu mạng sống. Nghe lời giải thích chí lý của Đức Thầy, số người làm đá vừa hối hận vừa vui mừng vì đã được Đức Thầy dạy cho bài học quý báu, khiến họ nhận được chân giá trị của sự ăn chay. Viết theo lời của ông Lê Phát Quynh: phụ bạc, qua một chuyện trên ai cũng thấy rằng hễ là người tín đồ nhà Phật thì phải ăn chay hoặc nhiều hoặc ít, nhưng chẳng phải ăn chay bằng hình thức mà phải ăn chay cả tâm trí nữa. Như trong Đủ Khúc, ông Ba Hới đã viết: niềm chay lòng phải trộn chay, niềm chay lòng chẳng hào ngay ít gì. Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng bảo: chớ nam mô trì ngã giữ chay, chay được tâm chân tâm mới quy. Xong, dù ăn chay trì hay chay trường cũng thế, đều phải biết tôn trọng mạng sống của các loài hữu tình để giữ trọn tinh thần từ bi bình đẳng. Bởi vì các sanh vật cũng có linh hồn thân xác, cũng biết tha sống sợ chết như chúng ta vậy. Thế mà những giờ cũng có nhiều người quy y đầu Phật, đã sớm chiều tự nguyện giữ gìn theo giới luật của đạo. Nhưng trong những ngày chay lạc, họ vẫn còn săn bắt cá thịt để trộm nhốt hoặc đem ra chợ bán. Thiết tưởng những tín đồ thường hành của đạo chắc không một ai còn dám làm như vậy, bởi Đức Giáo Chủ đã căn dạy tín đồ một cách cặn kẽ: không có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ được, và trong những ngày chay lạc hãy thử hạn.
Tiếp theo đến một chuyện thứ sáu, hạnh khiêm tốn của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Để vì thế giới bùng nổ, thế giới khủng hoảng trước chiến tranh, dân chúng rơi vào cảnh điêu linh thống khổ. Với sự truyền giáo của Đức Quỳnh Giáo Chủ, lúc đó cũng lắm gian truân khổ khó. Thật dân pháp phải lo ngại trước uy tín của ngài. Họ buộc ngài phải an trí nhiều nơi do họ chỉ định. Mãi cho đến năm 1942, ngài mới thoát khỏi sự kề kẹp của chúng về cư ngụ ở Sài Gòn. Lòng thương nhớ thầy, đồng đạo lần lượt đến với ngài. Trong số đó, tại Cao Lãnh năm Giáp Thân 1944, có một số đồng đạo cùng nhau đi Sài Gòn viếng thăm ngài. Họ đi bằng chiếc ghe Tam Bản 4 dặm. Chuyến đi này gồm có ông hội trưởng, phó hội trưởng quận Cao Lãnh, ông hội trưởng xã Tân Tịnh, ông hội trưởng xã Tân Thuận Tây, các ông Hai Đấu và Bùi Văn Triển. Ngày 2 tháng 4 nhường năm 1944, thuyền rời Cao Lãnh đi theo những con sông lớn đến gặp ngòi heo hút, chạy 3 ngày mới tới Sài Gòn. Bốn ông hội trưởng bước lên trước, ông Đấu và ông Triển nhờ bố ông xin phép đức thầy cho hai ông diện kiến. Khi công việc của các ông hội trưởng trình xong, họ bạch với đức thầy cho hai người cùng đi được với ngài. Đức thầy chấp thuận, nhưng ngài dặn sáng sẽ dắt lên. Sáng ngày đi bên lộ trên đường Sài Gòn một lúc lâu lâu, hai ông được đưa tới cửa sau một dãy phố 2 tầng. Bước vào căn phố, đứng trước một bàn dài như trước cái quả đường để ngồi cúng cơm ở các ngôi chùa. Hai ông chờ đợi. Lát sau, đức thầy từ cửa đi vào, vẻ mặt hiền hòa từ ái. Ông Đấu đứng lên xá đức thầy, ngài nghiêng nghị thân mình, tay buông thẳng và đầu từ từ cúi xuống. Bây giờ như có năng lực vô hình thúc đẩy ông Thiện làm giống như ông Hai Đấu, dẫu rằng từ trước đến giờ ông chưa gặp đức thầy lần nào. Và trong ý ông nghĩ rằng có lẽ đây là đức thầy mà mình hằng mong gặp. Hai ông chào hỏi đức thầy xong, ngài nhỏ nhẹ tỏ lời: cảm ơn các ông chẳng ngại xa xôi đến với thầy. Vậy khi về nhà ráng thực hành theo những điều mà tôi đã dạy trong tấm giả. Khi ấy ông Đấu bạch cùng ngài cho ông được lại thầy. Vừa nói ông vừa quỳ xuống. Đức thầy nghiêm nét mặt, đưa tay chặn và nói: không. Ông Đấu vẫn cúi xuống: không không. Tiếng ngài cắt lên, nhưng ông Đấu vẫn lại xuống. Liền đó đức thầy quay bước vào trong, tránh cái lại mà ngài đã không chấp nhận. Một lát sau, ngài trở ra trước sự ngại ngùng của ông Đấu. Ngài nói một cách nghi nghị và quả quyết: trước mặt tôi, những việc làm tôi không cho, mà ông còn làm như vậy. Khi không có tôi, ông hành động bướng bỉnh như thế nào nữa? Ngừng một chập, ngài tiếp tục nói rất nhiều về pháp môn hành đạo, chỉ điểm những điều yếu lý trong giáo lý Phật Đà, và ngài cho biết đời hảo mơ ma quỷ tà thần hay lộng hành á dị, xưng Phật xưng thần nhiễu hại thế gian. Qua hàng giờ với lời khuyên bảo cặn kẽ, đức thầy đã làm cho tâm tư hai ông thơ thới như được uống bạc nước cam lộ. Ở đó tiếp chuyện với mấy đồng đạo khác, chập sau hai ông trở ra. Lúc ấy đức thầy đang coi mấy anh em chùi rửa chiếc xe hơi trước cửa. Ông Đấu và ông Tiễn đến thương ngài để về. Đức thầy đứng nghiêm đáp lễ với cử chỉ như lúc ngài chào hỏi quý ông ban đầu. Ông Tiễn cho biết với phong thái khoan hòa mà đức thầy đối với hàng tín đồ từ xưa nay ít người sánh kịp, ông bảo biết không thể nào làm lạc trước những người hiện nay xưng cầu xưng thầy, mà tư cách của họ chẳng đúng vào đâu. Viết theo lời ông Bùi Văn Triển: phụ bà, đem sự lễ bái tụng ngưỡng các bậc siêu nhân Phật thánh là điều tốt, đáng khuyến khích. Song ta cũng không nên ngang bướng trước việc làm mà thầy tổ đã nhiều lần khuyên dạy. Chỉ thờ lại đức Phật tổ tiên ông bà cha mẹ lúc còn sống
và các vị anh hùng cứu quốc với những kẻ khác, nên bỏ hẳn sự lại một người sống, cho đến thầy mình cũng vậy, chỉ xá thôi. Thế mà hiện giờ có lắm người tự cho mình là chính đắc quả vị Phật tiên, hầu le đời phỉnh gạt thế nhân, họ ngang nhiên để thế nhân lễ bái phụng sùng, sống phè phở bằng mồ hôi và nước mắt của những kẻ cuồng tín. Trái lại, ở phương diện trên cho ta thấy đức giáo chủ đối với tín đồ có một giá trị khó lường, hạnh đức khiêm tốn của ngài thật vô cùng thánh thiện. Nhưng trong khi thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế, bao mối đạo mới mọc lên như cỏ dại, kẻ xưng thầy xưng Phật lộng hành á gì, thì làm sao chúng ta phân biệt ai là tà ai là chánh? Gút mắt ấy được đức giáo chủ phân giải: bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho bốn đạo rõ lòng ấy là chân chánh bởi vậy giáo lý siêu thượng của ngài mỗi ngày mỗi năm dần vào quần chúng, tín đồ càng lúc càng đông ấy cũng bởi đức khiêm tốn của ngài trùm khắp, lời tiên tri của ngài đã thực thể chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện thứ bảy: phương pháp nhẫn nhục. Giữa rừng núi âm u nơi miền thất sơn hùng vĩ, mỗi khi khách du hành để bước đến, ai cũng thấy lòng mình thanh thoát lân lân và tới nơi đây sẽ có những gì thiêng liêng quyền bí. Ông Nguyễn Văn Phẩm, người quê ở quận Cao Lãnh, nay thuộc tỉnh Kiến Phong, bởi sớm nhận xét cảnh đời đầy đau khổ vạn vật vốn vô thường, nên ông tách rời gia đình tìm đến non Thiên Cẩm Sơn để lo về tu tâm dưỡng tánh. Sau khi dính qua các thắng cảnh, ông Phẩm dừng chân tại đá dựng cùng một vài bạn đạo lo việc tu hành. Một buổi chiều tà, mây trắng tỏa trùm phủ cả rặng cây vách đá, gió thu thổi nhẹ nhẹ làm mát dịu lòng người. Ông Phẩm ra đứng trước cửa điện hóng mát, mắt đăm chiêu theo con đường xuống núi, bỗng thấy một đoàn người từ phía trên núi tiến lên. Khi đến gần, ông Phẩm thấy người đi trước hướng dẫn tuổi độ 20, tướng mạo cao ráo, trong nga dáng khoan nhã, da trắng mặt hồng đỏ, lộ đầy vẻ trang nghiêm khí phách. Người ấy chính là Đức Quỳnh giáo chủ, còn năm người đi sau là tín đồ của ngài. Qua lời chào hỏi, ông Phẩm bắt đầu thầm kính đức thầy. Hôm ấy đoàn người nghỉ đêm tại đây, sau thời cúng tối, đức thầy ngồi lại thuyết pháp cho mọi người cùng nghe. Trong thời pháp ấy ngài nói rất nhiều, nhưng ông Phẩm còn nhớ được một câu của ngài khuyên: các ông tu hành nên chừa cho được tánh nóng giận mới mong kết quả. Đoạn rồi ngài đặt câu hỏi: nếu có ai đem cho mình một món quà mà mình một mực từ khước thì họ phải làm sao? Ai nấy đều không hiểu ý như thế nào nên đều lặng thinh hết. Ngài bèn nói tiếp: nếu mình không lãnh thì họ phải đem về. Cũng như thế đó, nếu có người dùng lời bất nhã hoặc nặng nhẹ đối với mình mà mình nhìn được lòng không xúc sân hận, tất nhiên bao nhiêu nghiệp quả đó người dùng lời nặng nhẹ kia phải mang. Viết theo lời ông Nguyễn Văn Phẩm: phụ bạc, xưa nay những trạng muốn chia rẽ bất công, chém giết quán thù nhau thường xảy ra trong xã hội, đều do lòng sân hận mà ra. Kinh Phật bảo: tiếng nói trong cơn giận còn bé hơn dao búa, nó đoạn tuyệt tình nghĩa giữa thân bằng quý hộ một cách quá đớn đau chua xót. Khi giảng về thập ác, Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo đã bảo: tánh sân nổ thường làm bao
là món phiền não căn bản và tai hại vô cùng. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn xa. Nên Đức Bình Giáo Chủ quả quyết rằng: tu còn ai ô sân si, tu còn nhiều tánh vị trì trần mê. Khó mong cửa Phật giữa cây, càng gần địa ngục nhiều bề. Sân si phỏng có điều thế bệnh, nhẫn nhịn ác không chuyện kéo dài. Thật vậy, phải có đức tánh nhẫn nhục, người tu mới tự được tánh nóng giận, như Đức Giáo Chủ thường hằng khuyên. Cho nên kẻ hành đạo có rèn được đức tánh nhẫn nhục mới trừ được lòng sân hận, mà lòng sân hận chẳng còn thì bao nhiêu nghiệp chướng quan gia không do đâu phát khởi. Nếu được thế thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Do đó mà Đức Thầy dạy ông phẩm và các tín đồ nên trừ cho được tánh nóng giận. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện thứ 8: ăn chay đường có lỗi không? Giáo điều Phật giáo hòa hảo do Đức Bình Giáo Chủ đề xướng là một giáo điều thích hợp với căn cơ và cá tánh của quần sanh hiện đại. Nên khi chỉ trong một thời gian kỷ lục, ngài đã được đa số nhân sinh hướng theo quay về lẽ đạo. Vì muốn cho phương tiện trong việc trai giới khi bước chân vào đạo ngày dài. Trai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh. Cũng vì thế, cô Năm Kiều, một tín đồ ở xã Long Thuận, Châu Đốc, sau khi quy y với Đức Thầy, cô về nhà một lòng tinh tiến thọ trì luật giới theo quy tắc mà Đức Thầy đã dạy trong tam cơ. Một hôm cô bắt cá làm thịt, trước khi đến dễ như thường lệ, cô giáng mạnh cán dao vào đầu cá, văng lên tiếng bớt. Cá chạy đành đập, hốt nhiên tâm thần cô kích động mãnh liệt và cô vô cùng sợ hãi. Một luồng tư tưởng thoáng trong tâm não, cô tự nghĩ: chà, vì sự ăn của mình mà giết người ta tội quá. Thôi, từ là nhất định không ăn và nhất nữa. Thế là từ đấy cô bắt đầu trường chay, được trải qua hơn một năm. Ngày kia có chị hàng xóm bảo: cô Năm à, tôi thấy trong giáo lý của Đức Thầy ngài dạy ăn chay có 4 ngày, sao cô lại ăn chay được? Sợ có lỗi lắm đó, hãy ăn mặn như thường lễ đi. Lời phân bài đó làm xáo trộn lòng cô. Cô bâng khuâng lo nghĩ mãi. Sau nhiều đêm suy nghĩ nhưng chẳng tìm ra một biện pháp minh giải cho vấn đề này, cô quyết định đến gặp Đức Thầy để nhờ Thầy phán quyết. Lúc bấy giờ là trung tuần tháng 5 năm Canh Thìn. Đức Quỳnh Giáo Chủ vì sự nghi kỵ của nhà sư Quyền Pháp nên họ giờ này xuống làm Nhân Nghĩa Xà No. Khi ra mắt Đức Thầy, cô Năm hỏi ngay: bạch Thầy, tôi xin phép Thầy để hỏi qua một việc, ăn chay đường có lỗi chăng? Mong Thầy phân bày cho tôi rõ hầu thực hành theo. Đức Thầy tươi cười nhưng không trả lời ngay sự thắc mắc vừa qua của cô, mà ngài hỏi dặn lại: lúc nhỏ vào trường học, cô ngồi lớp mấy? Thưa, học lớp 5. Ngài mỉm cười: như thế cô ở ngoài lớp 5 hay vài năm sau cô lên lớp 4, 3 nhì nhất? Dạ thưa, tôi là học lên chứ. Đức Thầy nghi nghĩ nói:
Vậy có lý nào khi người ta học ở lớp cao rồi xuống lớp thấp đâu, mà xuống ở lớp thấp như thế có sao được? Vậy sự chai trường của cô không bao giờ có lỗi cả. Đó là việc quý báu nhất. Cô nên gắn chí hành trì, đừng thối chuyển là mất đạo tâm. Qua lời giảng dạy vàng học của Đức Thầy làm cho lòng cô thơ thới nhẹ nhàng. Khi trở đó, cô mang một niềm hân hoan vô hạn, cởi bỏ những gì ngờ việc đang phủ quanh. Cho đến bây giờ 1970, cô vẫn tiếp tục trai giới tinh nghiêm, viết theo lời ông Nguyễn Văn Ba từ Tây. Phụ bài: nhưng chúng ta đã hiểu, ăn chay là do lòng từ bi và tâm bình đẳng, thương yêu muôn loài vạn vật, muốn đem niềm vui cho cả chúng sanh, chứ chẳng phải do lòng cá nhân ích kỷ riêng mình. Theo Đức Lục Tổ thì muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào. Kinh Lăng Nghiêm cũng cho biết, hễ sát hại một mạng thì trả lại một mạng, tâm giết hại chẳng dứt trừ, con người không thể thoát khỏi cảnh trần lao được. Như thế, ăn chay là tránh khỏi luân hồi quả báo, nuôi lòng từ bi diệt tâm tham sát. Vậy là Phật tử ta nên cố gắng ăn chay dầu ít dầu nhiều, và lần đến chỗ trường chay là tốt, như Đức Thầy có dạy. Làm cho hai ông thực tỉnh dứt khoát tư tưởng chấp nên hình thức,
và chỉ hiểu đó là phương tiện để tiến đến chỗ cứu cánh. Mà điều quan trọng trong nghi lễ bái là phải thành tâm, viết theo lời ông Lê Tấn Tài. Phụ bài: sự tu hành cốt ở chỗ thấu đạt chân tâm, thể nhập đại định, nên mọi hình thức tu tập bề ngoài đều nhằm mục đích giúp cho hành giả dùng hình thức chuyển nội tâm. Vì thế, sự cúng lại miễn sao cho được thực hành và sớm nhất là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai, hoặc sớm với chiều gắn chí nguyện cầu là được. Lại nữa, cốt yếu ở sự lễ bái là ở chỗ lễ Phật giả kính Phật chi đức, lễ bái Phật để cảm kính đức độ từ bi của Phật và nguyện làm theo công hạnh của các ngài. Hơn một lần, Đức Thầy đã bảo, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phần tự mà. Nói như thế, không có nghĩa là ngài cho phép chúng ta khỏi lễ bái và lễ bái một cách bừa bãi, mà ở đây Đức Thầy dạy chúng ta đừng mắc vào sự mà quên phần lý. Tâm ta bao giờ cũng đo quyết dọn về trong, để ánh sáng trí huệ ngời lên, xua đuổi bóng tối vô minh, hầu gần chân bản thể cùng chư Phật. Câu chuyện trên quả thật là một phương thức dạy ta phá cách hình tướng vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện thứ 10, chỉ có một nấc. Chiều nay anh em đừng đi chơi đâu xa. Lời nói ấy là khẩu lệnh của Đức Thầy phán dạy trước một số đông anh em đồng đạo vào chiều ngày 9 tháng 3 dương lịch 1945 tại phố số 150 đường Lơ Veo, Sài Gòn. Anh em đồng đạo mãi thắc mắc trước khẩu lệnh này, họ tự cực chất như là có chuyện gì xảy ra trong đêm nay. Ông Lê Văn Phát, một đồng đạo hiện có mặt trong thời gian ấy, lòng cũng nghi na, ông bèn hỏi ông chủ cư: đêm nay có chuyện gì sao mà Đức Thầy không cho đi chơi vậy chủ? Vẻ trầm ngâm, xem lẫn trong sự ái ná, làm hiểu rõ trên khuôn mặt ông chủ trước câu hỏi của người bạn đạo. Ông đáp: việc này Đức Thầy cấm không cho ai biết, đêm nay những đạo chánh pháp đó. Tâm tư ông Phát, một vùng trời tự do lé ra, ông vừa mừng cũng vừa lo. Chập sao, đèn điện đã cháy khát. 7:40, một phát súng lệnh nổ lên, hàng trăm tiếng khác phụ họa, và rồi liên tiếp tiếng ì ạch đập đục, tiếng người la ó hò hét rên rỉ, một thứ âm thanh hỗn loạn kỳ quặc được dâng lên từ mặt đất lên cao cao ngoài. Nhật đạo chánh pháp, lời nói thì thầm qua cửa miệng của người dân việt, quyền hành thực chánh pháp sau đêm kinh hoàng ấy đã mất tất cả, phải dừng lại cho anh lùng nhật bổ. Toàn dân việt đều phấn khởi, tưởng chừng nền độc lập tự do từ nay đã thành đạt. Sáng ngày 10 tháng 3 dương lịch 1945, hầu hết anh em đồng đạo hiện trú ngụ bên cạnh Đức Thầy được cơ hội đi dưới đó đây. Ông Lê Văn Khoán cũng đồng tâm trạng như các đồng đạo khác. Sau khi vào cảnh xong, ông trở về thì đúng bữa cơm sáng. Đang lúc ông Phán ăn cơm với anh em, Đức Thầy từ trên lầu đi xuống. Ngài hỏi ông: bộ ông mừng lắm hả? Dạ thưa Thầy, con mừng lắm. Đó chỉ là một nấc thôi ông ạ. Thuật theo lời ông Lê Văn Phán. Phụ bài: phàm là người khi trí đại giác đã mở, thì những gì cũng mắc bí ẩn của dòng đời, của cơ tạo hóa, các bậc ấy đều biết trước. Biết trước một cách rành rẽ rạch ròi. Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng thế, trước sự thanh quan nô nức của mọi người, trước niềm tin vào thế cờ của nhật, đất nước sẽ chuyển qua thời kỳ mới, thì Ngài cho biết đó chẳng qua chỉ mới một nấc thôi. Quả sau đó một thời gian, hai quả bom nguyên tử rơi xuống Trường Kỳ và Quảng Đảo, nhật hoàng đầu hàng vô điều kiện, pháp trở lại, dẫm bừa gót dài thâm lược trên đất Việt. Lại một lần nữa người dân vô tội ôm hận dưới bạo lực cường quyền,
Thế là lời tiên tri của Ngài đã chứng thực. Xong cái than khổ não khóc hại, nào phải chỉ có một nách mà hết đâu. Ông Nguyễn Văn Thới, một nhà đạo học nguyên bác, có dích trong cửu khúc: Thay người hay đất khó biết sao, từ tí hời biết đâu mai chiều. Đã biết sự khổ não, còn biết hơn những ngày cơ tận, chúng ta hẳn phải trì trí bền lòng tu tỉnh để đón tiếp một ngày mai quý hoài. Nam mô A Di Đà Phật.